Chỉ đồng bộ này, dường bình định mở tờ lờ break-even analysis. Cứ bẹp bọn chỉ muốn nâng cao vị phía nơi chấm nói strong down. Break-even analysis is the study of the effects on future profit of changes in fixed cost, variable cost, sales price, quantity and mix. ការវិភាគចំណុចស្រង់ដើមគឺជាការសិក្សាទៅលើផលប៉ះពាល់នៃប្រាក់ចំណេញទៅពីអនាគតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបំរែបំរួលនៃថ្លៃដើមថេរថ្លៃដើមប្រែប្រួលថ្លៃលក់បរិមាណហើយនឹងការលក់ចម្រុះដើម្បីយើងអាចស្វែងយល់ច្បាស់តកតងជាមួយនឹងការវិភាគនៅចំណុចស្រង់ដើមយើងនឹងពិនិត្យមើលទៅលើលំហាត់ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាលំហាត់ដែលយើងត្រូវមើលទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្វែងយល់អំពីការវិភាគតកតងជាមួយនឹងចំណុចស្រង់ដើម Test your understanding one break even analysisThe following data relate to profit PQ. ទិន្នន័យដូចតទៅនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផល PQ. Selling price តម្លៃលក់គឺ25ដុល្លារក្នុងមួយហិកតា. Variable cost គឺថ្លៃដើមប្រែប្រួលគឺតម្លៃ20ដុល្លារក្នុងមួយហិកតា. $20 per unit. Fixed cost are $50,000.ចំណែកឯថ្លៃដើមថេរគឺ50,000ដុល្លារrequired សំណួរ A calculate the number of units that must be made and sold in order to break even ចំណុច A នេះគឺគេចង់ឲ្យយើងគណនានៅចំនួនឯកតាដែលត្រូវផលិតនិងលក់ដើម្បីអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបាននៅចំណុចស្រង់ដើមចំណុចស្រង់ដើមអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតគឺជាចំណុចរួចខ្លួន Summary ក្នុងរមូននេះគឺ break even point in units មានថាចំណុចស្រង់ដើមគិតជាឯកតាគឺយើងយក fixed cost ចែកជាមួយនឹង contribution per unit contribution per unit នេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាតកតងជាមួយនឹងប្រាក់ចំណេញដុលក្នុងមួយឯកតាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកយល់តទៅជាមួយនឹង contribution per unit ឬក៏ផ្លិចដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថា contribution per unit អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចនៅ link ខាងក្រោមដើម្បីរំលឹកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង contribution per unit បញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការគណនានៅចំណុចស្រង់ដើមគឺជាឯកតាBreak even point in units គឺយើងយក fixed cost ចែកជាមួយនឹង contribution per unit បន្តិចទៀតក៏យើងរំលឹកតកតងជាមួយថាអ្វីទៅជា contribution per unit ហើយនេះគឺជាចម្លើយ contribution per unit គឺស្មើនឹង price ដកជាមួយនឹង variable costមានថាគឺស្មើនឹងថ្លៃលក់ដកនឹងថ្លៃដើមប្រែប្រួលដូចយើងឃើញនៅក្នុងសមតិកម្មហើយគឺថ្លៃលក់គឺ25ដុល្លារចំណែកឯថ្លៃដើមប្រែប្រួលគឺ20ដុល្លារដូច្នេះយើងទទួលបាននៅ contribution per unit យើងអាចប្រើពាក្យថាប្រាក់ចំណេញដកក្នុងមួយកតាគឺស្មើនឹង5ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែសូមចាំថា5ដុល្លារនេះគឺមិនមែនជាចំណុចស្រង់ដើមទេដោយសារតែនៅក្នុងចំណាយសហគ្រាសគឺមានចំណាយពីរប្រភេទគឺចំណាយថេរហើយនិងចំណាយប្រែប្រួលក្នុងករណីនេះគឺយើងអាចនឹងដកចេញនៅចំណាយប្រែប្រួលឬក៏ថ្លៃដើមប្រែប្រួលក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់គិតតកតងជាមួយនឹងថ្លៃដើមថេរឬក៏ចំណាយថេរនៅឡើយទេដូច្នេះដើម្បីគណនានៅ breakeven point ចំណុចស្រង់ដើមយើងត្រូវបញ្ចូល fixed cost យើងត្រូវបញ្ចូលនៅថ្លៃដើមថេរ
không cần này dưới cứ thay đám thế cứ mà nâng hà sập bòn hai đồng bây cả break even point in units mình hàm break even point cứ chụm lại xong đám kết chạy cái tác tiên dốc fixed cost trái chìa mùi nâng contribution per unit fixed cost dựng đã hơi thả mà hà sập bòn ai chụm này contribution per unit cứ mà nâng pram đô la đồ chết nế dưới con tác chụm lúa lấy chỗ dân khớn tha break even point rồi có sau cách cứ BEP cứ mà nâng hà sập bốn cứ chia fixed cost cứ chia lại đảm thế chạy cho mùi nâng pram cứ chia contribution per unit dân khi ta mà nâng đọc bốn ai cái ta đọc bốn ai cái ta mình này thả dạng mất đọc bốn ai cái ta mình này thả cổng hốn trời luộc bất tập hợp ở bàn đắp bàn này cái ta rồi có mùi mới này cái ta tiếp cầm hôn ai tiếp tục bàn nữa chấm nốt sáng đàm rồi có rồi luôn được chưa nè chạy chạy thằng tiết chấm nốt sáng đàm cứ chạy cái ta cứ smart nó đắp bàn này cái ta miền này thá cầm hôn từ lụa bất tập hợp ở bàn đắp bàn này cái ta tiếp cầm hôn tiếp tục bàn nữa chấm nốt sáng đàm đại dương hai thà chia break even point rồi có BEP chỉ một toàn tiết dương mơ từ lơ sầm nụ bí đòi prapra nới tên anh ấy đòi đài cứ mình để thá tên ấy đã bẹp bọn chỉ mùi nâng protocol BQ unit cứ selling price cứ mà nâng mập hay pram đô la không mùi ai cả ta đòi đài how variable cost thay đài prai pro cứ mùi pay đô la không mùi ai cả ta đòi đài hay nâng fixed cost cứ mà nâng hà sập bòn đó đại là required sầm nú b calculate the level of activity that is required to generate a profit of $40,000 mình thấy cái ao dương cái này nói level of activity cứ cầm bật cam phép cứ cho mình chạy tha ở dưới cái này nói bạc rồi màn đài đầm rơi ở lũ ban đầm bây ai ở cầm hốn generate a profit cứ bằng cách bạc chấm nấy ở bán sai sắp bọn đó là nếu dưới không lấy xe mánh thả ta cầm hốn từ lũ bộ mãn ai cái tá đảm bây ách áo cầm hồn từ tùa bàn được phải chấm nánh sai sập bọn môn niệm bằng tích nhà đọc nhớ cứ sạc xa hãy tha lũ ban của bàn ai cả ta tớp từ tùa bàn chấm nánh sẵn đám tớp ở rụi luôn ta không cả này xâm lộ bây giờ ní cứ mình trầm tại rụi luôn thế cứ mình trầm tại sẵn đám thế cứ trời tay bằng cao nước phải chấm nánh sai sập bọn được chứ nãy dưỡng trời phương ca cái xâm lộ nữ rụ bộ môn là bỏ dưỡng bằng tích cái sầm lùi dạng điểm nách xuống mưa rung bốn nít tăng ọc khả nịa cứ yên khuyên biệt tha level of activity to earn a required profit mình tha chi cầm rất cảm phép mình tha chi bạc rãmán đại trâu tái miến đập bấy ai ta tu ba nữ bạc chìm nánh đại chọn bán cứ required profit cứ sma nâng required profit bô chìm mùi nâng fixed cost chạy chỉ mùi nâng contribution per unit được chứ nè à với đặc khó plate này tròn này cứ biết tha required profit dựng tập bố bằng time lơ fixed cost được chứ nè bạc rà mán đại dương kẻ này trên máu cứ chứ bạc rà mán đại trời tới lúc bán làm bây giờ ai tự tua bán nữa bạc chấm đánh đại dương chọn bán đại cái hai tha required profit đảm bây ai ở nhà ở khía à dù bán bị chấm đánh đi dương mưa chậm lại từ ở khía hơi ở với được khóc lại chiên sầm nua a bằng tách cứ trăng required profit này không sầm nua bao nhiêu cứ kim tiêm ti ở miền required profit chậm nuốt sai sập bòn đối với nét thà ta cầm hôn từ luộc không phải màn bồn mán từ cầm hôn ai từ tua ban nữ đã chậm lấy được luôn trong bán cứ sai sập bòn đồ chứ nét sổ mơ tờ lưới chấm lõi bí tăng ọc nha nợ trọng nì hỏi ní cứ chia rù mốn khổng ca kẻ nía bí
Batman, ai cái ta đã tới lúc nằm bên tụ ban đã chấm lên đấy, còn muốn chọn bạn nằm bên tụ ban required profit, cứ smart nâng required profit, bộ chỉ muốn nâng fixed cost, trái nâng contribution per unit, nè đọc nhiệt đang hỏi tha contribution per unit để dự bán kẹt, là ní nâng không sụm nổ ấy cứ smart bằng đô la, hỏi fixed cost cứ smart nâng hà sập bòn, đối chứ nè, đảm bấy dự ai tụ ban nâng bạn chấm lên sai sập bón cứ dùng dọc sai sập bón bố chỉ mùi nắng hà sập bón hơi chai nắng pram miền hai dùng dọc sai sập bón là chỉ required profit bố chỉ mùi nắng hà sập bón là chỉ fixed cost hơi chai chỉ mùi nắng pram là chỉ contribution per unit dùng từ tuần ba đến đọc bằng bài bón thà ta đọc bằng bài bón ai cả ta 18,000 units đập bằng 7 bọn ai cả tán thì mình này thăm mấy mình này thà cổng hôn trở tại lũ ở bàn đập bằng 7 bọn ai cả tán tớ cổng hôn tổ tụ bán pra chân mấy được lũ này chọn bán cứ 40 bọn đô la chỉ thầm mấy đoàn tiết đập bằng 7 bọn ai cả tán mình này thà cổng hôn trở lũ ở bàn đập bằng 7 bọn ai cả tán tớ tổ tụ bán nớ pra chân mấy chân muốn 40 bọn đô la đối chứ nè, sầm nụ bí ní, để copy sầm nụ ế cứ trắng sầm nụ bí cứ mình trăm tài rủi khuôn thế cứ chấm nành chấm nuốn xài sập bọn dường đang hơi thá được không sầm nụ ế cứ lụi bán đắp bọn ai cả tá tớp rủi khuôn được có tớp từ tụ bán ở chấm nạch sẵn đạp được không sầm nụ bí lụi bán đắp bọn với bọn tớp từ tụ bán ở chấm nạch luôn chọn bán chấm nuốn xài sập bọn sự khám phá, nét đặc thế ai chú, bị chậm lịch khóc ní rồi viên sầm nụ ế nắng sầm nụ bì. Chỉ một to tiết như mưa từ lư sầm nụ xì, tặng ọc ní. The company budgets to sell 13,000 units of product PQ. Cầm hôn cầu nâng lụa ở bán đập bầy bòn ai cả ta. Sầm rạp product Paul PQ. Đối chứ nè, vậy thì cái số cứ miền đối tổ tên này, required, calculate the margin of safety. Khi ở kẹt nha nơi, phía lùm yên nấy, xong tố ở kẹt nha nơi, phía lùm yên, sau bắt đập hiệp. Thật ta, vậy tới chứ margin of safety, phía lùm yên sau bắt đập hiệp, cứ miền đối tổ tên này. The margin of safety is the difference between the budgeted level of activity and the break-even level of activity. Trong chấm này cứ miễn là margin of safety, phim làm yên sự bắt phim nó cứ chia tu lệ khóc ní rồi viên, parman. Đại cổng hôn cổng lũ, không cả này dưỡng cứ đọc bấy bọn này cái ta. Chỉ mùi nâng bạc mán đại cổng hôn tựa bàn nơi chấm nốt sẵn đạo. Bỏ sân bàn này đọc hình đời chám cứ được nông xùm nụ ế cứ đọc bọn này cái ta. Chẳng khóc nên nâng kì hai ta chí margin of safety. Bỏ hai chí bị bạo dốt, có bàn tay tiết dương mưa chấm lói tầng ọc nìa. It may be expressed in terms of units, sales, value or as a percentage of the original budget. Vì ai trở bàn kẹt nìa là kết chìa chùm nguồn ai cả ta, rồi có kết chìa đầm lại lúa, rồi có kết chìa phía rồi. Kết chìa phía rồi nấy, nấy bà rà mát để cổng hôn bán cổng tốt nâng lụa. Đàm bây cổng ai smoke smile, dường bình mơ tớ lơ chùm lối tầng ọc nìa. Answer C. Margin of safety. Trong cái này cứ margin of safety phiếp lùm yên sắp bắt đầu phiếp kết chỉ ai cả ta. Cứ dường dầu đọc bấy bón, đọc đọc bón sắp mà nâng bấy bón ai cả ta. Trong cái này dường ai như dễ bàn thá cổng hôn cổng luôn đọc bấy bón ai cả ta. Có bọn tay bỏ sân bá bạc ra mà này cả lũ nâng đại dường cổng thật đọc bấy bón có bọn tay vì thôi cho
bây giờ vậy là dương cung túc lớp bí bây bọn này cái tá nút thưa ở dương từ tụm bàn đề ca khát bằng cổ bàn tay bà xanh bà vậy dương cung cứ đọc bây bọn này cái tá đã trời lúa cổ bàn tay bị thôi cho trầm tay bây bọn này cái tá thế cứ dương trầm tay rồi luôn đối với dương thưa mấy cầm ao cầm ao bị thôi cho của họ thà dương cung thà đọc bây bọn ai cái tá đại dương cung lúa hơi thưa mấy cầm ao bị thôi cho bị càng cung tục bồi dưỡng nước lớp bị bay bòn này cái ta cái nào thôi lớp bị ở với dương cung tục bay bòn này cái ta cứ thưa ao cầm hôn từ tuổi ban từ tuổi đông này cả khát bằng bẹ bòn chỉ muốn nâng cao lúa nới blood pal pq chỉ một to tiết cứ dương kết margin of safety chia chấm nổ lúa miền thái dương dầu bảy bốn côn chỉ mùi nâng mà phải pram đô la mà phải pram đô la cứ chia thoải lụa côn ấy khơi sma nâng chất sập pram pon chất sập pram pon miền này thà dạng đời mình đấy chất sập pram pon cứ miền này thà cứ miền thà person ba chấm nổ lụa dương thôi cho bìa vây là dương bàn cường túc còn một tay thôi cho lớp pi chất sập pram pon nút cầm hôn nâng từ tu rong được cả khát bằng còn một tay bật sân ba thôi cho trầm tay chất sập pram pon thế cầm hôn cứ mình khát bằng thế cứ từ tu ban nơi chấm nói sòng đạp đối chiến này cứ đối chiến hát mà cái hai vị thà chi margin of safety miền thà bật sân ba cầm hôn rộp chấm nâu bàn hỏi của bàn tay và thiệp chấm mùi với quả cung tống cứ vì thôi cho lớp bị chất sập pram pon nút cầm hôn nâng từ tu rong nơi cả khát bàn tay bật sân ba thôi cho tách chiên chất sập ram pon thế mình ấy thế còn một tài bộ thôi cho lớp bi chất sập ram pon chết nút cầm hôn nâng từ tua lòng cá khát bóng chìm khàn mũi tiết dương mưa từ lưng mà trên ập sẹp thiết thạch cất chìm phía rồi vành cứ dương vô bảy pon chạy chìm mùi nâng à vậy là dương krong thành là lũ cứ động bảy pon hay cô nâng mà đối dương khinh sma nâng một hai bảy chạy mũi phía rồi thật ta một hai bảy chạy mũi phía rồi ní miền này dạng đuổi mà đấy cứ dương khơi nhất biệt tham margin of safety mini thá pro sân ba chấm nô lụa ở bờ dương là dương mà pro sân ba cá lụa ở bờ dương là dương mang cùng tục thả đập bảy pon nó sắp tai bia sắp tai cá lụa ở bờ dương nó cứ thôi cho lớp pi mà phải bay chạy mũi phía rồi nút cầm hôn nâng từ tu rong được cá khát bằng còn bàn tay bật thôi cho tận chiên mà phải bay chạy mũi phía rồi té nút cầm hôn cứ mân từ tu rong được cá khát bằng té cứ cầm hôn nơi tại chậm nén của bàn tay vì ai chậm nén mình tự ta mà vây đã cầm hôn chọn bàn mình chạy chỉ thay một tiết mà phải bay chuyện môi phía rối đã chìm mạng trên hợp xếp thí miên tha pro sân ba chậm nổ lụa việc thôi cho pi ca cường tục rồi bọc cầm hôn lớp pi mà phải bay chuyện môi phía rối tới miên tha ca lụa rồi bọc cầm hôn thôi cho lớp pi mà phải bay chuyện môi phía rối tới nút cầm hôn nó từ tua râu nơi cả khác còn bàn tay bật thôi cho tách chiêng mà phải bay chuyện môi phía rối tế mình ấy thì được chấp nhận hai thà chỉ margin of safety thứ mấy cái đó cũng áo ấy cả lũ ở bảo cầm hồn nó cứ thôi cho bây giờ vậy là quả cung tục nó lớp bí mà phải bấy chạy mũi phía rồi chỉ thêm một tiết nè tổng tiết tới bên mình lớn margin of safety kết chỉ ai cái tá margin of safety kết chỉ chừng nó lũ nâng margin of safety kết chỉ phía rồi chỉ bằng to tiết dùng mưa từ lửa contribution sales ratio required D calculate the contribution sales ratio for product PQ cái ở dưới cái này là part thiệp contribution thiệp chỉ mùi nâng sales thiệp chỉ mùi nâng chấm nổ lúa sản phẩm là the part PQ thao tác ở với tới chia CS ratio recall contribution sales ratio summer một tích rõ này cứ CS ratio is normally expressed as a percentage chỉ thông đá cứ thoát thiết nó cứ kết chia phía rồi it is constant at all levels of activity miền thà vì thế group cũng đặt cảm phiếp này cả phần lật này cả lụt ngó CS ratio reveals the amount of contribution that is earned for every $1
Growth of sales revenue. Bình chọn điện thoại một lần tiếp. The CS ratio reveals the amount of contribution that is earned for every $1 worth of sales revenue. Mình nói thế. Ratio là viên phát thiệp, là viên phát trầm nền đó, contribution, thiệp chung mùa năng chung nổ lúa. Cứ viên bằng 2 nhóm phí. Viên bằng 2 phí, cả tổ tù bán, contribution, cứ phát trầm nền đó, rồi bọc rầm hốn. Riêng rõ, cả lũ bán mùi đồ lá. Mình thấy dương lũ bán mùi đồ lá. Cứ viên bằng 2, thật ta dương tổ tù bán contribution, bán phần mạng. Bạn chạy làm viên mình tích contribution, cứ dương dấu. Thầy lúa đỏ cho mùi nâng, thầy đám, bài bù. Đại dương ách hai bà thầy chia bà châm nâng đồ. Rồi cô còn hai thầy chia contribution. Đảm bây ở nhà tọc này à, sẽ bán dương mơ tới lứa châm láo với thằng ọc này. Còn một tay môn mơ lưu châm láo đi, cứ chia CS ratio, cứ dương contribution chạy cho mùi nâng sales. Trong cái này dưỡng cứ dưỡng biến contribution hói hay có dưỡng biến sale tài. Và trên này đảm bày cũng ai bị bảo dấu dưỡng mưa tới lứa chấm lói D đang ọc nè, answer D. Hồi ní cứ chia CS ratio chia thông mấy đoàn tiết cứ dưỡng contribution chạy cho mùi năng sales. Hồi trong cái này dưỡng cứ sale cứ dưỡng dưỡng thay lúa. Dưỡng đơn hay ta contribution dưỡng cứ $5 hay sale dưỡng cứ $5. Hồi bọn bạn trên dịp phía rối, dừng cô nâng bà rối, dừng khuyên xa nâng mùi pay phía rối. Thật ta mùi pay phía rối mình này thấm mất. Mình này thà riêng rô chấm nô lụ bàn mùi đồ lá, nụ khổ môn đồ tù bàn contribution nâng cứ mùi pay sen. Rồi có bị cạn, rồi có xôn chốt mùi pay đồ lá. Cứ mình này bạp đi hỏi, thật ta dừng prap ra, ra xô nâng khăn nông cô đại kế, dừng nâng tâm mơ tâm lơ xâm nụ bàn tọp tiết. Đảm bệnh ách ở dưỡng dô thá, ta kê kẹt nế CS ratio ní prơ xâm lập thừa vầy. Cô bằng ta bằng chạy chỉ thông mê bằng tiết cư CS ratio xâm lập phây bởi rối miền thai riêng rô cả lụ bàn mùi đà la. Cô rộng hôn tổ tù bàn nơi contribution cư mập phây xến rư cô bì cá rư cô xôn trên mập phây đô la. Đồ chí ná dương mưu tờ lưu xâm lụa y required. Calculate the break-even point again, this time expressed in terms of sales revenue. Miễn là cái ao dương kẹt đi nơi chấm lại sòng đá mật độ tiết. Số thang cho pin ao dương kẹt đi break-even mật độ háo cứ nơi sầm nụ A. Rồi xong mà đẹp lọc này ai nơi chám cứ sầm nụ A dương kẹt đi khơi tham break-even point mà đang đọc bọn ai cả ta. Còn bọn ta kẹo kẹt đi mật độ tiết. Bọn ta nơi pin đi, this time, ai kết chia chùm nổ lụa. Ai kết chia chùm nổ lụa mình đây thấm mấy. Miền thà kì chọn xu dương thật ta dương lụa ở bàn chùm nổ bằng màn. Tớp rộng hốn, rụt khuôn rồi có tựa bàn chùm nổ sẵn đạo. Chẳng khó bì xùm nổ ế trong thà, xùm nổ ế bạp bằng hai dương thấm mấy, bằng hai dương thà, dương lụa bằng màn ai kê ta, tớp rụt khuôn. Ta xùm nổ ý cứ lụa ở bàn chùm nổ bằng màn đờ la, tớp rộng hốn, rụt khuôn rồi có tựa bàn chùm nổ sẵn đạo. Hồi ní cứ chia rụt một. Cứ break even point in sales, cứ smart fixed cost chạy cho mỗi nâng CS ratio. Đối chứ nè, nè tổng hình ảnh khơi nhái cứ dương pra CS ratio, không quả nà dương kẹt niên nấy break even point in sales. Miền hai dương kẹt niên chùm nội sẵn đá mà có chùm nội rùi luôn. Kết chia chùm nội lụ. Miền này thá lụ ở bàn chùm nội bùm án thớp rùi luôn. Không quả nà dương pra CS ratio. Đối nhà tổng hình khơi nhìn khăn ông phía bài hỏi. Hãy sắp chọc cho mùi nâng xe mùa này cứ dương mưa lơ xe mùa F. Xe mùa F cứ calculate the sales revenue that is required to generate a profit of $40,000. Viên hà xe mùa F dương cứ ở kẹt nia chia chùm nô lũ đáy lũ màn bà màn. Đảm bây ai ở cổng hôn tụ bàn nữ đã chùm nánh sai sắp bọn. Được chứ nế? Vì ai nâng tẹp tốn, sau đến khi ta nâng xâm lụa B, tế. Cứ xâm lụa B dưỡng kẹt nha thả ta dưỡng trời lụa bàn bàn này kẹt ta, tớ tụi bàn bạc chấm nhanh sạch sạch bọn. Tại xâm lụa F,
lụa ở ban chùm nô của man đô la từ từ ban nữ đã chùm đánh xài sập bọn hỏi này cứ chứa rùm môn sales revenues to earn a required profit mình hát cứ chứa chùm nô lụa đặng bây giờ ai từ tù ban đã chùm đánh ở dưỡng chọn bán cứ xa nâng required profit đã chùm đánh dưỡng chọn bán không cần là dưỡng cứ xài sập bọn bốc chùm môn fixed cost hơi chai chùm môn CS ratio khuyến thế, không cần đại nhất cứ nơi sầm nụ F này có nơi tập ra nơi CS ratio đại. Trong tục biên ai bằng tích đậm bởi dự ai mơ từ lưu của môn phó nên sầm nụ phó bằng tỏ mất dưỡng bằng to tư trong lão ý tăng ọc này. Được chứ nhé, dương một to mưa từ lửa chùm lõi tầng ọc này cứ chùm lõi E nâng chùm lõi F tầng ọc này Answer E Này cứ chia group của môn xâm lộ E cứ break even point in sales cứ như dựa fixed cost chạy chùm mùi nâng CS ratio được chứ nhé, dựa đang hãy ta fixed cost cứ smart nâng hạ sập bón hoặc CS ratio cứ smart xôn chất P chạy tới dương từ tù ba nữ bí rối hạ sập bọn đại diện hai thà chia break even point in dollars mình này thà đuổi mà đấy mình này thà cổng hốn từ lũ ở bán bí rối hạ sập bọn đồ lá tớ cổng hốn từ tù ba nữ chúm nói trọng đàm trọng chúm mới nít nhạc ọc ní ách thiếp chúm mùi nâng xâm nụ A bàn hào xâm nụ A cứ lũ kết chạy gà ta bỏ mán tớ bụi khuôn sầm rập ai sầm nụ ý cứ lúa ở bán của mình đô la tớp rụi khuôn nông cạn này dưới này cứ lúa ở bán pi rơi hà sập bòn đô la tớp cầm hôn ai từ tu bán nó chìm nói sòng đàm rưỡi co chìm nói rụi khuôn được chưa nè sầm nụ ý cứ cất chi chìm nói lụ cứ lúa ở bán pi rơi hà sập bòn đô la tớp từ tu bán nó chìm nói sòng đàm rưỡi co chìm nói rụi khuôn nơi chùm loại bằng tốt cứ chùm loại F cứ bẹp bọn chùm mùi nâng lũ ở bàn bằng màn được nế còn bằng tay đậm bây từ tù bàn nế bạc chùm nâng đại khuôn chọn bàn đại khuôn hôn chọn bàn được chứ này hỏi bà dưỡng bà rụng môn mùi nế cứ dưỡng dụng required profit cứ bạc chùm nâng đại dưỡng chọn bàn đại khuôn hôn chọn bàn bốc chùm mùi nâng fixed cost hơi chai chùm mùi nâng CS ratio dương nâng tự tố bàn nơi sales revenues to earn a required profit cứ dương nâng tự tố bàn nơi chùm nô là trở tới lụa ở bàn đập bây tự tố bàn nơi bà chùm nánh đá cầm hôn chọn bàn đồ chân nét tù lê dương miền ở lình hào dương cơ quan tái chùm nô lê chấu dương tự tố bàn nơi chùm lào cứ dương dục xài sập bón đã chia bà chùm nánh đá cầm hôn chọn bàn bốc chùm mùi nâng fixed cost cứ hà sập bón hỏi chai chưa mua nâng xôn chụp bì xôn chụp bì cứ chia CS ratio nếu như khuyên chìm lõi buôn rơi hà sập bọn thật ta buôn rơi hà sập bọn mình này dạng đổi mình đấy buôn rơi hà sập bọn cứ mình này thả cổng hôn rồi lụa ở ban chùm nâu buôn rơi hà sập bọn đô la tớ cổng hôn nâng từ tu bán prạc chùm nâng chùm nguồn sai sập bọn chỉ thầm mây bằng tiết buôn rời hạ sập bón cứ mình đẹp thả cổng hôn từ lũ ở bàn chùm nấu buôn rời hạ sập bón đó là tớ cổng hôn từ tụ bàn nơi bạc chùm nấu để luôn chọn bán cứ xài sập bón bảo lũ mình bán buôn rời hạ sập bón đó là thế cứ mình ai từ tụ bàn nơi bạc chùm nấu xài sập bón để cổng hôn chọn bán nụ tì đối chứ nét chỉ thầm mây bằng tiết cứ cổng hôn từ lũ ở bàn buôn rời hạ sập bón đó là tớ cổng hôn từ tụ bàn bạc chùm nấu xài sập bón để luôn chọn bán sân khâm thà nẹt ọc ní á dù bán bí chùm lợi ní xùm chùm bầu sâu cơ phép lõ nâng chục cháy khăn ông chì vượt đang ốc nìa